Vâng, giới thiệu cho các bác và anh em một sản phẩm siêu mới của ngày hôm nay. Và đây là sản phẩm mà thay thế hoàn toàn cho những cái thiết bị ngày xưa mà anh em đang dùng như âm ly hay là đẩy hay đẩy rời văng rời. Thậm chí có nhiều bác và anh em mua những bộ dàn đất đắt tiền đúng không ạ? Nhiều thiết bị rườm rà cồng kềnh như thế kia chẳng hạn, đẩy vang rồi nâng tiếng rồi nọc xi rồi giải mã rồi mic không dây đúng không? Rồi quản lý nguồn, một cái hệ thống phải nói là 5-7 thiết bị nó rất là cồng kềnh. Nhưng bây giờ thì đã thay thế hoàn toàn bằng những cái thiết bị nhỏ gọn như bây giờ này. Các bác và anh em có thể thấy được nguyên bộ dàn cao kê ngày hôm nay chỉ có hai thiết bị này thôi, một cặp mic không dây và một cục đẩy liền vang số và một quả châm này, rồi vào một đô la thôi, vậy thôi, rất là nhỏ gọn. Và đây là cái bộ dàn mà em đã ghép tiêu chuẩn để cho các bác và anh em có thể tham khảo. Tại sao lại là những thiết bị nhỏ gọn như bây giờ, liệu nó có hay và nó có ổn định, nó có bền bỉ, nó có chất lượng hay không, thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết vào ngày hôm nay. Đặc trưng của những cái dòng đẩy liền vang thì đến bây giờ thì nó đã thay đổi rất là nhiều so với những công nghệ ngày xưa. Ngày xưa anh em phải sử dụng những cục đẩy rất là dòng cồng kềnh đúng không? Ví dụ như đẩy X7 DAC này thôi chẳng hạn, nó là phiên bản cũng là đẩy liền vang nhưng mà cái size của nó lớn, trọng lượng cũng nặng. Nhưng cái phiên bản này thì nó nhẹ hơn rất nhiều, nó chỉ khoảng tầm 6kg thôi. Nhưng tại sao nó lại hay và nó lại nhỏ gọn như vậy và công suất nó lại mạnh mẽ như vậy? Nói về công suất thì con này nó có thể cực đại lên tới 800W. Thường thường khoảng tầm là 600W các bạn nhé. Còn cực đại nếu mà đánh 4 ohm nó là 800W. Nhưng mà chúng ta tạm thời không nói về công suất nữa mà chúng ta nói về cái tính năng sử dụng. Vì công suất tầm 600 đến 800W như vậy nó có thể đánh được bát 40 trở lại rồi. Nếu mà bát 40 con 75 là chưa thoải mái rồi. Còn là với những đô la bát 30 thì được thoải mái vô tư. Với những đô la full chép kèn như kiểu C12 này, bát 30 chép kèn này đánh thoải mái luôn các bạn nhé. Hoặc thậm chí đánh với những cái dòng 1204 hoặc là 938 rồi VA12 đều chơi rất ok. Và chúng ta tạm nói về công suất như vậy đã đủ dùng trong gia đình rồi. Tất nhiên nó dùng gia đình chứ không, nó không đánh được sự kiện, không đi làm đám cưới, làm show được các bạn nhé. Đấy là nói về công suất. Còn thứ hai nữa, tại sao nó kích thước nó nhỏ gọn như này, liệu nó có đảm bảo cái sức mạnh cũng như là cái độ bền không? Thì đây là phiên bản sử dụng cục đẩy này thì sử dụng là mạch class D nguồn xung. Chúng ta có thể thấy được nó rất mỏng không? Nó mỏng đến nỗi như là một chiếc vang, như một chiếc vang số 5X ngày xưa đấy. Đấy, X5 ấy, nó mỏng y như vậy thôi, nó chỉ khoảng tầm 4cm thôi. Là sử dụng mạch class D nguồn xung. Ngay có bản thân cái nguồn xung thôi thì nó đã làm cho cái kích thước của cái cục đẩy này nó nhỏ gọn đi rất là nhiều rồi. Nó không phải là cái cục nguồn biến áp to cồng kềnh như ngày xưa nữa đúng không, nặng trịch như ngày xưa. Và thứ hai là chạy mạch class D thì nó sẽ làm cho cái phần công suất nó rất là nhỏ gọn thôi. Mỗi một kênh nó chỉ có hai con sò thôi nhưng mà nó sẽ cho ra công suất cực kỳ mạnh. Và thay vì sử dụng những cái dòng class H từ class AB sẽ làm cho tốn rất nhiều cái diện tích không gian rồi nguồn rồi tản nhiệt, tức là làm cho cái hệ thống nó sẽ rất là cồng kềnh và nặng, thì phiên bản này nó đã rút gọn đi rất nhiều về vật kích thước, sử dụng những công nghệ mới nhất bây giờ. Và tiếp theo nữa thì nó sẽ cho một cái hiệu quả cực kỳ cao, đó là sử dụng cái chip số là X10 phiên bản của chip analog device phiên bản mới nhất ấy, thì nó sẽ cho cái tiếng echo và reverb cực kỳ là sang, cực kỳ mượt. Và với anh em nào nhìn đã sử dụng qua vang số, chúng ta đều biết được là cái con vang đấy thì đã là quá nổi tiếng, nó tạo nên huyền thoại trong những làng karaoke, đặc biệt là những phòng hát kinh doanh người ta vẫn đang dùng những dòng vang như này. Và bây giờ nó được tích hợp thêm cục đẩy nữa, kết hợp thêm cả mạch công suất và tạo ra cái tiếng vang cực kỳ là chuyên nghiệp. Ở đây chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Và nói về cái ưu điểm của những dòng class D và nguồn xung, thì với nguồn xung thì nó sẽ chạy được những điện áp cực kỳ thấp các bác nhé, kiểu là 100V nó vẫn có thể chạy được cho tới 150 hay 180, 220, có nghĩa là mọi điện áp trên mọi cái điều kiện điện lưới nó không được ổn định nhưng nó vẫn có thể hoạt động được bình thường. Thay vì những cục đẩy mà sử dụng cái nguồn biến áp ấy, nguồn đồng ấy, đấy, thì nó sẽ rất bị ảnh hưởng. Ví dụ điện áp mà dưới 220 hoặc 180 bắt đầu nó có hiện tượng méo tiếng rồi, đúng không? Dưới 180 nó méo tiếng, 150 là méo tiếng nữa. Cho nên là khi cái nguồn điện đầu vào mà nó không ổn định ấy, thì nó sẽ làm cho cái hiệu quả, cái công suất cũng như là cho chất lượng âm thanh nó không được đảm bảo ở đầu ra. Nên khi chúng ta sử dụng nguồn xung thì nó sẽ đặc biệt dùng cho những cái địa phương, những cái nơi nào mà điện áp nó không ổn định, điện áp mà thấp hay dưới 220, 180 nên nó vẫn rất ok các bạn nhé. Nguồn xung nó sẽ tự điều chỉnh cái điện áp đầu vào mà nó ổn định cái đồng điện áp đầu ra. Rồi một cái nữa là nó sử dụng mạch class D thì tiếng nó rất là sạch. Đặc biệt anh em nào mà đã dùng qua những cục đẩy class D này, tiếng rất là trong sạch và nó sáng tiếng.
và phù hợp với những anh em nào mà hay hát karaoke đấy, thì chúng ta cần cái tiếng mic nó sáng, nó bay, thì Class D nó sẽ giúp chúng ta một phần lớn, rất lớn. Và thêm một cái nữa là với cục đẩy này thì chúng ta có thể lựa chọn thêm được mic, vì nó không tích hợp sẵn trên mic nên chúng ta có thể lựa chọn lên phiên bản mic tùy theo cái nhu cầu, cái mong muốn chúng ta. Nếu mà chúng ta có điều kiện hơn, chúng ta có thể chọn lựa chọn được cái mic cao cấp như kiểu 321 này, còn vừa phải bình dân chúng ta có thay thế một cái dòng mic khác. Đấy là tùy theo các bác và anh em, và chúng ta có thể nâng cấp được, đúng không ạ? Không giống như những dòng mà đẩy miền vang tích hợp thêm cả mic không dây thì chúng ta cố định với cái mic đấy rồi, và muốn lắp thêm nữa thì chúng ta phải lắp thêm chi phí, đúng không ạ? Thế cái đấy là tùy theo lựa chọn mỗi người các bạn nhé. Về một bộ dàn cơ bản như này thì nó sẽ không cần nâng tiếng, cũng không cần phải giải mã, không cần phải đọc gì nữa, mà chúng ta chỉ cần thế này thôi là đủ dùng rồi các bạn nhé, đủ cho mọi cái nhu cầu. Rồi đây là anh đã cài sẵn cho chúng ta 3 chế độ. Một là chế độ karaoke dành cho tất cả mọi người này, là ca tiếng hát rất bay sáng. Hai là chế độ mà dành cho người mới tập hát, và chế độ 3 là chế độ nghe nhạc, DJ remix các thứ, nó sẽ đẩy cái cảm xúc chúng ta nghe lên rất là mạnh, đúng không ạ? Và chúng ta có thể sử dụng điều khiển để chúng ta lựa chọn các chế độ luôn các bạn nhé. Trên điều khiển này có 1, 2, 3 này, 3 chế độ này. Rồi tăng giảm âm lượng của mic, tăng giảm âm lượng của nhạc. Rồi tăng giảm hiệu ứng vang nhại ở đây, đúng không ạ? Tăng giảm vang nhại ở đây. Mọi thứ trên điều khiển cũng được. Chuyển các tín hiệu đầu vào đây, Bluetooth này, rồi cổng AUX này, vân vân, đúng không ạ? Và một số anh em cũng có thể tinh chỉnh bằng tay được luôn. Ví dụ như là chúng ta muốn chỉnh qua tiếng nhạc là bao nhiêu, tiếng mic là như thế nào, echo, reverb như nào, em sẽ có video hướng dẫn chi tiết cho các bác anh em sau, vừa dành cho anh em nào mà chuyên sâu các bác nhé, có hiểu biết một chút. Còn không có thì chúng ta cứ thế mà chúng ta tăng giảm âm lượng của nhạc ở đây thôi, tăng giảm vang nhại ở đây thôi, và đây là tăng giảm mic đấy. Và cái tiếng mic của nó rất là ngọt ngào các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng alo thử cái tiếng mic cho nó xem cái khả năng thể hiện bởi bộ dàn này. Alo, alo. 1, 2, 3, 4. Tiếng rất bay không? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tuyệt vời. 6, 6, 6, 6, 6. Hát này thì khác gì ở phòng hát đâu, đúng không? Thì mời các bạn và anh em sẽ cùng đeo tai nghe và chúng ta cùng nghe thử một đoạn nhạc DJ remix xem là cái khả năng thể hiện bởi cái bộ này nó sẽ như nào, và phần sau thì hát karaoke cho các bác nhé. Rồi xin mời. Bây giờ tăng âm lượng dần lên. Rồi. Mai anh đi rồi.